Các tay súng Taliban ngày 7 tháng 9 nổ súng chỉ thiên để giải tán người biểu tình từ thủ đô Kabul của Afghanistan, theo các nhân chứng, trong khi các đoạn video cho thấy mọi người chạy tránh đạn dù chưa có báo cáo tức thì về số thương vong. Hàng trăm người cả nam lẫn nữ hô to khẩu hiệu kháng chiến muôn năm và Pakistan đi chết đi, tuần hành trên đường phố để phản đối Taliban và sự can thiệp của nước láng giềng Pakistan vào chuyện nội bộ của nước này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 7 tháng 9 cho hay Mỹ đang liên lạc với khoảng 100 người Mỹ còn kẹt lại tại Afghanistan và nỗ lực đảm bảo là những chuyến bay thuê bao có thể rời Afghanistan một cách an toàn. Trước khi binh sĩ Mỹ cuối cùng hoàn tất việc rút khỏi Kabul, các lực lượng nước ngoài do Mỹ lãnh đạo đã di tản khoảng 124.000 người nước ngoài và người Afghanistan, nhưng hàng chục ngàn người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban trả thù vẫn còn đang bị kẹt lại. Hôm 6 tháng 9, các phần tử hiếu chiến Taliban tuyên bố chiến thắng tại khu vực cuối cùng Afghanistan còn chống cự lại sự cai trị của họ, tuyên bố chiếm được hoàn toàn thung lũng Panjshir và hứa sẽ sớm thành lập tân chính phủ. Taliban liên tục tìm cách trấn an người Afghanistan và các nước khác rằng họ sẽ không trở lại tàn bạo như thời cai trị cách đây 2 thập niên, vốn chứa đầy những sự trừng phạt bạo tàn và cấm đoán phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào đời sống công cộng. Tuy nhiên, trong hơn 3 tuần sau khi chiếm Kabul, Taliban chưa loan báo chi tiết về những ngăn cấm xã hội họ dự trù thực thi.